tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có được sự đồng thuận cao như vậy là nhờ sự vào sự cuộc mạnh mẽ của toàn thể toàn tổ chức hội, trong đó có vai trò của chi hội nhân dân thôn góp phần đáng kể. Hội viên luôn ủng hộ đồng tình làm theo chủ trương của đảng và quyết định của địa phương để giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chi hội luôn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và nhân dân trong thôn, đề xuất với chi hội khắc phục những thiếu sót và hoàn thiện kịp thời để có hiệu quả hơn. Chi hội đã phối hợp với các đoàn thể phụ nữ, cựu chiến binh hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao và sản xuất. Cử hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật vật nuôi cây trồng, mạnh dạn trồng các giống cây ăn quả có hiệu quả cao kinh tế, vận động hộ gia đình nghèo gieo cấy hết diện tích của lúa xuân và lúa mùa đúng thời vụ, tận dụng hết diện tích đất canh tác không bỏ hoang, triển khai phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội viên và nhân dân đã mạnh dạn đầu tư các loại giống cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao như cây ổi, thanh long ruột đỏ, cây dưa hấu, cây keo giống cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên hộ, từ đó góp phần tạo việc làm cho hội viên và nhân dân có thu nhập ổn định, thường xuyên tu bổ chăm sóc rừng trồng, khai thác đến đâu trồng lại đến đó, phòng chống cháy cho rừng trồng trong mùa khô hanh với phương châm dân biết, dân làm, dân hưởng thụ,